Xin chào tất cả các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời hỏi chấm 1 xoay giáo khoa cho năm 3. A. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ y bằng 2x cộng 3, y bằng 2x trừ 2. B. Giải thích vì sao hai đường thẳng y bằng 2x cộng 3 và y bằng 2x trừ 2 song song với nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đi vẽ đồ thị của hai hàm số này và chúng ta sẽ kết luận ở ý B. Chú ý một điều đó là hai đường thẳng song song là hai đường thẳng mà không có điểm chung. Vậy chúng ta sẽ vẽ được đồ thị của hai hàm số này như sau. Lời giải chi tiết. Đầu tiên với ý A thì chúng ta xét bảng giá trị. Hàm số thứ nhất là của hàm số y bằng 2x cộng 3 thì chúng ta sẽ có là x y bằng 2x cộng 3 thì cô sẽ chọn hai giá trị tương ứng. Với x bằng 0 thì y sẽ bằng 3 đúng không ạ? Với x bằng mấy ạ? X bằng với y bằng 0 đúng không ạ? Thay ngược lại thì x của chúng ta sẽ bằng trừ 3/2. Vậy chúng ta vẽ đường thẳng đi qua hai điểm tọa độ 0, 3 và trừ 3/2, 0. Ta được đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 3. Bây giờ chúng ta có bảng giá trị hàm số y bằng 2x trừ 2. Đúng không? Y bằng 2x trừ 2 thì các bạn sẽ có là x y bằng 2x trừ 2. Với x bằng 0 thì y sẽ bằng trừ 2. Với y bằng 0 thì x của chúng ta sẽ bằng 1. Vậy cô sẽ vẽ được đường thẳng đi qua hai điểm tọa độ 0, trừ 2 và diện 1, 0 thì ta được đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 2. Thì giờ các bạn sẽ vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ thì các bạn có như sau. Đây là hệ trục tọa độ OXY chúng ta đúng không ạ? Bây giờ điểm đi qua điểm tọa độ 0, 3 và trừ 3/2, 0. Vậy đây chính là điểm trừ 3/2. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kẻ đường thẳng đi qua hai điểm này. Đây chính là đường thẳng y bằng 2x cộng 3. Bây giờ đến đường thẳng thứ hai. Đường thẳng đi qua điểm tọa độ 0, trừ 2 và 1, 0 là đây đúng không ạ? Vậy chúng ta có đây chính là y bằng 2x trừ 2. Vậy nhìn thấy ngay các bạn thấy là hai đường thẳng này nó song song với nhau vì không thấy nó có điểm chung nào đúng không ạ? Vậy câu B kết luận là gì ạ? Ta thấy hai đường thẳng trên
không có điểm chung. Với nhau. Nên chúng song song. Vậy cô và các bạn đã trả lời xong hỏi chấm 1 sách giáo khoa trang 53. Tiếp tục cô sẽ hướng dẫn các bạn trả lời hỏi chấm 2 trong sách giáo khoa trang 53. Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau. Y bằng 0,5x cộng 2, y bằng 0,5x trừ 1 và y bằng 1,5x cộng 2. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ ba cái đường thẳng này lên trên cùng một hệ trục tọa độ trên cùng một mặt. Vậy chúng ta sẽ phải vẽ cả ba cái đường thẳng này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Sau đấy chúng ta sẽ nhìn thấy ngay được là đường thẳng nào cắt đường thẳng nào. Vậy ta có như sau. Lời giải chi tiết. Đầu tiên các bạn thấy ngay đồ thị hàm số y bằng 0,5x cộng 2 là đường thẳng. Đi qua hai điểm. Hai điểm tọa độ là gì ạ? 0, 2. Và điểm thứ hai là gì ạ? Trừ 4, 0. Thấy x bằng trừ 4 vào đây thì các bạn thấy ngay là trừ 4 nhân 0,5 cộng 2 thì y nó bằng 0. Thế còn đồ thị hàm số y bằng 0,5x trừ 1 thì là đường thẳng. Là đường thẳng đi qua hai điểm là gì ạ? 0 trừ 1 và khi mà x bằng 2 thì y bằng bằng 0. Thế còn đồ thị hàm số đồ thị hàm số y bằng 1,5x cộng 2 thì nó là đường thẳng đi qua điểm nào các bạn nhỉ? Là đường thẳng đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất là x bằng 0 thì y bằng 2 và trừ 4/3 0. Thế là chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị đấy như sau. Vậy đầu tiên là điểm 0, 2 và điểm thứ hai là trừ 4, 0. Ta có được đường thẳng y bằng 0,5x cộng 2. Tiếp theo, điểm 0, trừ 1 tức là đây và điểm 2, 0. Vậy ta có đường thẳng y bằng 0,5x trừ 1. Bây giờ đến điểm 0, 2 là đây và trừ 4/3 0. Vậy là đây. Đây chính là đường thẳng
y bằng 1,5x cộng 2. Vậy nhìn vào đây, các bạn có thể kết luận ngay là các cặp đường thẳng cắt nhau sẽ là y bằng 0,5x cộng 2 và y bằng 1,5x cộng 2. Cặp thứ hai là y bằng 0,5x trừ 1 và y bằng 1,5x cộng 2. Vậy cô và các bạn đã giải xong hỏi chấm 2 sách giáo khoa trang 53.